Rồi em chào anh chị cô chú nha. Thì tiếp theo em sẽ hướng dẫn cho mấy anh chị cô chú cách đổ cái chậu lục giác 40 đổ đáy này nha. Chậu này thì đổ đáy nha mấy anh chị, nó không có tấm đáy ha. Cái lòng trong của nó là có luôn cái miệng. Chậu này lợi thế là mình khỏi phải làm miệng. Nhưng mà cực cái là lấy lòng trong nó hơi khó, phải làm cái lỗ thoát nước. Thì ráp là được đó, mấy anh chị coi clip báo giá đó, em có báo giá rồi, em có hướng dẫn ráp á. Thì cái chậu này xài chung chân của lục giác 38, lục giác 38 Phúc Lộc Thọ phối sen á, và cái lục giác 45 bầu Phúc Lộc Thọ phối cây tùng á. Anh chị có chân rồi thì khỏi mua chân, mua chậu này không thì 700 ngàn bao ship nha mấy anh chị. Thì cái chân em cũng có rồi ha, em cũng có dư một cái, cho nên là khỏi đổ thêm, hôm nay chỉ đổ cái chậu thôi. Đầu tiên thì mấy anh chị phun nhớt vô nha, phun nhớt đều hết. Hoa văn của cái chậu này là hoa văn chữ lộc cây trúc và hoa văn cậu bé thổi sáo cửu châu ha. Mình sẽ đi chậu xi mình đổ vô. Làm chậu thì mình chịu khó giữ giá cho nhau nha, để mấy anh em mình cùng phát triển chứ. Có mấy anh ra bán em nghe cái nè, cái hình như cái lục giác 60 của anh nào anh bán sơn rồi có 150 rồi luôn chân á. Bán vậy sao có lời được mấy, bán vậy không đủ tiền mua thuốc á. Mình bán cho nó đúng giá nha mấy. Rồi trộn hồ xong mình đổ nha mấy. Trộn hồ thì bên em hay trộn theo tỷ lệ là một xi măng, một cát, một đá mi. Đó mấy anh có thể thích thì trộn theo tỷ lệ của em. Trộn theo tỷ lệ của em thì nó già thì nó sẽ láng chậu hơn. Nhưng mà nó mấy anh mà để nắng nhiều nó dễ bị nứt. Trộn tỷ lệ này mấy anh phải để đút trong mát, với lại khi tháo ra mình phải tưới dưỡng nó tầm vài ngày mình mới đem ra sơn và sử dụng nha. Nó có những ưu điểm và nhược điểm tùy cách mình trộn nha mấy anh. Nói chung là trộn không quá đặc cũng không quá lỏng, mấy anh trộn đặc quá nó cũng bị bọt, mà lỏng quá nó cũng bị bọt. Mình trộn vừa vừa thôi mấy anh, rồi mấy anh đổ vô thôi, nó cũng khá đơn giản, mình đổ vô xong mình gõ đều thôi. Chậu này cũng ít xi, gõ đi. Mấy anh đổ vô vừa vừa xong mấy anh gõ cho nó lắng xuống đỡ bột. Rồi này nó ráp sai rồi. Đổ ra tí ơi, ráp sai rồi. Nó ráp hai chữ lọc kế nhau luôn mấy anh. Sai ráp lại. Chuyên gia đúc chậu còn ráp sai nữa mấy. Ghê thiệt. Không, chuyên gia chuyên đúc khuôn mẫu mà còn ráp sai nữa. Này mấy anh ráp xen kẽ vô nha. Này ráp hai chữ lọc vô một chỗ luôn nè. Thay cái tấm con trâu qua. Chữ lọc cây trúc này nó xen kẽ vô tấm con trâu á. Đó, cứ xen kẽ vô. Này không để ý là xíu nó đổ xong mai tháo ra hai chữ lọc nằm kế nhau rồi. Hết làm clip luôn. Rồi chỉnh lại mình đổ lại mấy anh. Mấy anh mua khuôn á thì mấy anh lưu ý mấy anh đọc đúng tên cái khuôn giùm em ha. Trong clip này em cũng nói rõ cái khuôn gì, kích thước bao nhiêu hết á. Cái khuôn này là cái khuôn lục giác 40 đổ đáy. Đó mấy anh nói vậy là em biết à. Thì mấy anh cứ ví dụ muốn mua khuôn á cứ vô nói khuôn lục giác 40 đổ đáy là biết à. Còn mấy anh nói không đúng kích thước, không đúng hoa văn là bán không có đúng đâu mấy anh. Nó có nhiều kiểu chậu lắm. Đó mấy anh vui lắm, mấy anh kêu cái khuôn mà em mới làm clip á, em làm mấy trăm clip rồi mấy anh. Em làm đến bây giờ là gần 700 clip rồi đó. Nên là em bó tay luôn, mấy anh cứ nói đúng kích thước thôi thì em biết liền rồi. Hoặc là ví dụ như sơn cũng vậy. Trong clip nào em cũng có nói rõ ha, xài là sơn hiệu gì, màu gì, có nói rõ ràng hết đó. Mấy anh coi chi tiết là mấy anh làm được hết rồi. Mấy anh biết rồi. Kiểu giống như cái chậu lục giác 60 em sơn là em cũng thua luôn á. Rồi chỉnh lại, đổ lại thôi mấy anh. Đổ lại nha mấy anh. Nãy ráp sai mặt hoa văn á, mới tháo ra vệ sinh sạch rồi đổ lại. Thì mấy anh cũng lưu ý có nhiều cái chậu nó cũng khó khi mình ráp sai hoa văn á. Có mấy chậu hoa văn nó giống nhau lắm, như mấy lục giác 58 á, hoa văn nó giống lắm. Lục giác 58 dáng đứng á, hoặc là lục giác 70 á, cúc trúc mai á, mà 70 thì không lộn được đâu. Cái tứ linh á, cái tứ linh 79, cái tứ linh 59 á, mấy cái đó không dễ lộn lắm. Mấy anh đổ xong mấy anh gõ thôi.
này mấy anh đổ cao lên luôn, nó có cái chân nó bè 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 nhỏ nhỏ chưa, nó mỏng mỏng á, là cái chân của nó đó. Mấy anh muốn láng thì xíu nữa tầm 15 phút mình gõ lại lần nữa, kê kê làm sao cho nó bằng, nó nghiêng quá kìa. Cái tờ giấy này chỉ cần giữ. Rồi mấy anh gõ đều thôi, xíu nữa tầm 15 phút sau mình gõ lại lần nữa cho nó láng. Thiếu con ốc bên kia kìa. Ngày hôm nay nó đổ nó không kiểm tra kỹ thôi. Nó xì ra xấu rồi sao. Ok mấy anh ha, thì hôm nay có mẫu chậu mới thì em làm clip đút thử cho mấy anh coi thôi. Ngày mai nó khô đi em tháo em coi, em quay hoa văn ngoài. Làm cái lỗ thoát nước luôn tí, chỉ mấy anh làm cái lỗ thoát nước luôn, lấy cái ống đi. Lấy ống ngắn ngắn mình cắm vô làm cái lỗ thoát nước luôn nha mấy anh. Lấy cái nắp thôi được rồi. Lấy cái nắp, ô, nước ngọt cũng được. Đó mấy anh lấy cái ống hoặc lấy cái gì đó mình làm cái lỗ thoát nước nha. Cái này nó không có lỗ thoát nước nữa mấy anh, phải làm vậy nha. Với lại để lấy lòng trong, nếu mà lấy lòng trong khó quá thì phải làm cái này. Để cho nó khô rồi mấy anh khoét cũng được ha. Thì cái này làm tượng trưng cho mấy anh hiểu ha. Xíu nữa tầm khoảng 2 tiếng sau nó xe mặt á, mấy anh lấy cái ống nước á, anh khoét cái lỗ là ok. Rồi cảm ơn mọi người theo dõi video đúc cái chậu lục giác 40 độ đáy này của em nha. Hoa văn là chữ, hoa văn là cây trúc phối với cậu bé cửu châu nha. Đó, anh chị nào cần mua khu này liên hệ hai số điện thoại trên màn hình cho em, vui lòng liên hệ về hành chính giúp em nha mấy anh chị. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi mấy anh, hôm nay sẽ tháo cái chậu này cho mấy anh coi ha. Chậu này là chậu lục giác 40 độ đáy nè mấy anh, hôm qua mới đổ đó. Hôm nay em sẽ tháo em nối vô clip hướng dẫn đổ luôn. Tháo lòng trong trước. Này không biết tháo sao đây. Cái này lòng trong chắc đục đáy. Rồi có dồi không? Có lấy dồi á. Có lỗ dưới bắn thử nó lên không tí. Chắc nó xì hơi ra quá ha. Cái này đổ úp đáy nên chưa tháo thử mấy anh. Để tháo thử coi tháo sao. Không được thì đục đáy nó cũng ra. Đục đáy rồi mấy anh. Đục từ đó. Tháo bớt tấm ngoài mấy anh, cứng quá. Bên này nữa nè, đều lên. Bên này nữa nè. Tháo tấm ngoài mấy anh, đục nhẹ là lên rồi nha mấy anh. Để tấm ngoài nó không lên, đục đáy nó cũng không lên. Tháo tấm ngoài đục nhẹ nhẹ là nó lên rồi. Mọi người đứng lên cái gì đây. Rồi giờ anh sẽ quay hoa văn ngoài cho mấy anh coi ha. Này mấy anh tháo ba tấm ngoài đi, mấy anh đục nhẹ nó lên ha. Nó cũng dễ ra thôi, không khó đâu. Đấy, quay hoa văn mấy anh coi. Này chắc phải sơn lên kìa mấy anh thấy mới rõ. Tại vì hoa văn này nó không sâu lắm nha. Hoa văn này nó hơi cạn đó. Cũng khá là nét, cũng khá là nét. Đó, hoa văn chú bé cửu châu nè. Cái này là chữ lộc. Đây, cái này là chữ lộc. Để ngay nó vệ sinh sạch sẽ đi ha. Rồi để lên chân rồi quay giùm anh coi cho dễ. Đó, đây là miệng của nó nè, lục giác nè. Đó. Đấy xuống nè. Rồi để lên chân nè mấy anh. Cái chân này thì nó xài với chân quỳ lục giác 38 nha mấy anh. Cái lòng trong của cái chậu này là em thấy quen mà. Hôm qua em làm em thấy quen. Nó là cái chân bệ đó.
nó là cái chân bệ 38 á, nên là nhìn thấy quen quen. Còn cái này nó xài chung chân bệ 38 nè, chân bệ lục giác 38 với chân quỳ lục giác 38. Thì cái chân quỳ này em có sẵn nè, để lên cho anh coi nè. Đó, thì nó vừa đúc ha. Đây hoa văn của nó nè. Đó, cửa châu ha, thổi sáo, em bé cửa châu thổi sáo ha. Đó, đến chân quỳ. Nó có một mặt hoa văn đó, một mặt hoa văn chữ lộc nữa, xoay mặt hoa văn chữ lộc qua tí. Cái này mấy anh xây cái chân kìa, xây khờ quá tí. Rồi đây mặt hoa văn thứ hai của nó nè mấy anh. Đó chữ lộc nè, cây trúc nè mấy. Đó, ở trên này hoa văn là con dơi ngậm đồng tiền. Nhìn cũng ngộ lắm, nhìn cũng được lắm. Nói chung nó không có khô đều á, nên là mấy anh nhìn nó hơi không có cân. Để bữa nào nó khô đều cái chậu với cái chân á, sơn lên nhìn nó đẹp lắm. Tại nhìn cái chậu nó mới, còn cái chân nó khô rồi, nhìn nó trắng, nó chỏi màu á. Chậu này cũng ok. Kích thước là 40, để lo kích thước cho mấy anh luôn ha. Kích thước cho mấy anh ha, phụ bì là 40 nè. Phụ bì trước đi. Cho nó nhiều cái nè. 40 đúng không? Lọc lòng nó 34 nha mấy anh, sâu lòng nó nhiêu? Sâu lòng 21 nha mấy anh. Luôn chân. Luôn chân là 38 nha mấy anh. Đó, chiều cao luôn chân là 38, lọt lòng là 34, phủ bì là 40, sâu lòng là 21. Đó, thông số kỹ thuật của nó lắm nha. Nhìn hoa văn thì nó hai hoa văn đơn giản, nói chung cái chậu này nó cũng đơn giản ha. Chậu này sơn lên thử coi nó đẹp không biết liền à. Để bữa nào nó khô đi, mai mốt nó khô sơn á. Nó sơn cho anh coi. Với lại chậu này đổ úp đáy nha mấy anh lưu ý ha. Cái chậu đổ úp đáy. Khi mấy anh lấy lòng trong thì mấy anh phải tháo mấy tấm ngoài ra. Mấy anh phải để khô ha, 24 tiếng ha. 24 đến 36 tiếng ha, để khô đi, khô cứng ha. Sau mình tháo hết mảnh ngoài xong mình đục nhẹ 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 cái lòng trong nó lên nha. Cẩn thận nó nứt góc nha mấy anh. Cẩn thận đục lòng trong đều nha mấy anh, đều cạnh nha, chứ không nó nứt góc nha mấy anh. Đó, có gì em lưu ý luôn cho mấy anh hết rồi đó. Không, hoặc là mấy anh bít lại xong rồi mấy anh bắn lòng trong cũng được, tùy mấy anh. Bít cái bít kính lòng trong á thì bắn vẫn lên. Nếu mà không có làm lỗ thoát nước ở đáy, tại này làm lỗ thoát nước ở đáy rồi bắn không lên được. Lỗ thoát nước làm rồi bắn nó xì hơi. Thì chỉ có cách là đục lòng trong lên thôi, mà cái này đục nhẹ hai ba cái nữa nó cũng lên rồi. Nó không dễ lên lắm ha. Anh để tầm 24 tiếng nó róc khuôn á, nó khô á. Anh đục cái lên nè. Rồi ok mấy anh ha, thì anh nào cần mua khuôn này vui lòng liên hệ em, còn bữa nào nó khô em sẽ sơn cho mấy anh coi. Rồi cảm ơn mọi người theo dõi video này của em nha.